Bạn xây cái bố cục này cũng có bấm phải cái gì ta? À, ok, xây bố cục đấy hoặc là xây cái bố cục này nè. Được chưa? Đấy, xây cái bố cục này đi nhá. Tức là bố cục này là bố cục trang chủ, còn bố cục này là bố cục trang con. Được chưa? Thế là các bạn phải dựng cái bố cục lên cho cô. Rồi bây giờ ta qua trang chủ trước nè, xong qua ta qua trang con sau nè. Thì các bạn đang bị vướng ở chỗ cái bố cục là các bạn làm xong các bạn làm, tức là các bạn làm thành phần, các bạn làm xong nó nhảy hoặc là nó thay đổi kích thước hoặc to nhỏ thì các bạn không có can thiệp được. Thì bây giờ cô nói luôn một cái web nào mà nó ok, tức là các bạn phải kiểm tra nó như này nè. Kiểm tra thứ nhất là các bạn thu nhỏ cái màn hình lại, cái này được gọi là thu nhỏ màn hình lại nè, mà màn hình nó vẫn chạy ok. Cái này là cái này không responsive rồi. Responsive là khi thu nhỏ lại bằng kích thước màn hình là nó sẽ thu nhỏ lại theo, tức là cái này không responsive, tức là nó không tương thích với các cái loại màn hình điện thoại, iPad hay là cái laptop. Tức là cái này chỉ chạy ở trên laptop thôi, chạy các cái màn hình khác không được nhá. Rồi cái thứ hai nữa, để có test cái giao diện ấy mà mất nhất là những cái bản web á, tức là các bản zoom thu nhỏ phóng to mà nó không bị nhảy, không bị vỡ, như thế này là chuẩn đấy các bạn, hiểu không ạ? Thu nhỏ là nó không có bị nhảy giao diện nhá, hay là phóng to nó không bị nhảy, tức là ok đấy. Phóng to mà không sao hết, tức là ok ok đấy, to quá thấy chưa, nó không là ok ha. Thì đó, reset lại này đây. Rồi bây giờ là cô sẽ mô tả cái bố cục này, các bạn coi nè, nhìn nhá. Các bạn sẽ để ý thấy nè, bố cục của chúng ta sẽ tràn hết ngoài này là 100%. Ok chưa? Và ở cái thân của nó nè, tức là phía dưới của nó là nó, các bạn thấy là nó sẽ thu nhỏ kích thước lại, thấy không? Cái kích thước nó chưa hai bên có hai cái kích thước nè, đúng không? Hai khoảng trống nè. Rồi khi cô thu nhỏ lại thì các bạn cũng thấy là ở đây nó tràn hết 100%. Còn hai anh này là anh bên này là nó sẽ thu nhỏ theo nè, thấy chưa? Và bố cục nó không đổi nè, ok chưa? Đấy, thì bây giờ nè, cô thu nhỏ để các bạn nhìn cho dễ nha. Bây giờ ta xem bố cục nhá. Đầu tiên là các bạn phải có một cái díp ngoài cùng bao hết toàn bộ nè. Đây, cô sẽ vẽ bằng cái pen các bạn coi nhá. Đây, thì đầu tiên là các bạn phải có một cái díp bao ngoài cùng nha, díp bao toàn bộ nè, được chưa? Cái díp bao ngoài cùng hết nha. Sau đó các bạn nè, có một cái díp díp thứ nhất nè, díp thứ hai nè, có hai cái díp, được không? Đây, các bạn sẽ có hai cái díp nó tràn hết 100% luôn, cái díp thứ nhất nè và cái díp thứ hai nè, thấy chưa? Nó tràn hết 100% luôn. Rồi bây giờ các bạn nhìn xuống nha, các bạn thấy footer nó đi hết tràn 100%, thấy không? Thấy không? Footer, ok chưa? Rồi bây giờ có footer ở đây, footer thông thường các bạn thấy nó sẽ bự hơn. Đấy, xu hướng là footer bây giờ nó sẽ nhiều thông tin, nó sẽ chứa footer. Rồi, bây giờ các bạn sẽ để ý cho cô này. Nhìn nha, cái này các bạn phải để ý nha. Cái ở trong này nè, cái díp này nè, nó có cái kích thước này đúng không? Đúng chưa? Cái kích thước này nè, tức là nó bằng nhau, ở dưới nó bằng nhau từ trên xuống dưới luôn. Thì trong cái díp nhỏ này này, nó có một cái díp con nữa, để nó khi các bạn thu nhỏ là nó vẫn đấy. Đây, nó phải có cái díp con đây nữa, thấy chưa? Đó, rồi ở đây các bạn sẽ có một cái díp ở trên này. Đây là một cái díp nè, díp díp nội dung ở dưới nè, là cô sẽ để cái díp nội dung ở dưới là nó sẽ là như này. Đây, cái díp nội dung ở dưới là như này, ok chưa? Đó, ok chưa? Đấy, cái díp nội dung là díp từ trên xuống dưới xong nè. Rồi các bạn để ý nè, trong này là có một cái díp khác nè, thấy không? Tại vì nó chưa đôi nè, thấy không? Ở đây cô lại có một cái díp khác nè, các bạn thấy không? Đây, một díp nè, hai díp nè, đây ba díp nè, rồi xong có ba cái díp nè, một nè, hai nè, ba nè, khuyến mãi sốc nè. Còn ở dưới này là cái box hết. Đây, cái bóc hết. Ok. Đấy, các cái box.
chưa? Đấy, cái này footer, cái này là dip nữa, phụ kiện là một dip khác. Bây giờ cô sẽ làm khoảng vài cái thôi. Ở đây là tôi để một cái dip nè. Đây, cô làm mấy cái để mô phỏng các bạn coi thôi. Đây, cô để một cái dip ở đây nè, được chưa? Là cái dip laptop của cái này nè. Ở dưới này cô để một cái dip khác nè, thấy không? Đây, ok, cô để là cái dip khác nè. Đó. Ở dưới này nè, cô có 1, 2, 3, 4, 5. Tức là ở đây cô lấy một cái dip slide sâu nè, khuyển máy sốc nè. Ok. Đó. Lấy một cái dip slide sâu nè. Rồi. Còn dưới này là nội dung nè. Ok chưa? Dưới này là nội dung nè. Cái này là sản phẩm để dưới này nè. Sản phẩm dưới này nè. Ok chưa? Rồi bây giờ nhá, cô sẽ tạo ra cái layout này cho các bạn nhá. Các bạn nhìn nhá. Đây, bây giờ cô sẽ xóa hết toàn bộ đi. Cô tạo lại ha. Đây nè. Đấy, xóa hết toàn bộ đi. Đây. Ok. Rồi cái set S nè, cô sẽ tạo ra một cái set S riêng. Cái này là cái index đi ha. New file index.set S đi. Đấy, cô sẽ add cái set S vào đây. Cái link là set S set à set index ở đâu source chấm chấm set ra ngoài đã ha, chấm chấm set rồi mới ra được set S, rồi mới đến index set S, được chưa? Ok, rồi bây giờ nhé, cô sẽ tạo một cái này các bạn có thể tạo ra cho nó hai cái màn hình separate split left right đi ha. Đấy, ở đây cô tắt cái này đi. Đấy, cô tạo hai màn hình các bạn code cho nhanh ha. Đây, cô để cái div đây. Cái ID của tôi là để cái wrapper. Ok. Đó. Là cái div bao ngoài cùng. Các bạn cho kích thước của nó là 100% luôn. Kích thước của nó là các bạn để cho cô là 100%. Đấy, các bạn để cho cô cái ID là anh wrapper đây. Đây, cái này các bạn để là width là 100%. Cô để là height của nó, cái height của nó để là khoảng 500 pixel. Các bạn nhìn cho dễ nha. Để background nè, color nè, để nhìn cho dễ thôi. Để chạy nè, line nè. Đó, ok chưa? Các bạn để ý là nó sẽ bị dư mấy cái miếng hai bên nè. Được chưa? Dư cái khoảng cách, thấy không? Khoảng cách hai bên á. Ở trên nè, ở dưới hai bên. Thì cái này là cái khoảng cách những cái bộ đề mà nó tự sinh ra. Thì các bạn để xóa cái này á, các bạn thêm cho cô cái này nè. Sao? Machine auto. Đó. Hết chưa? Hết chưa? Hết nha, đúng không? Rồi bây giờ nè, cô sẽ tạo cái dip trên nè, giống như hình vẽ nè, cô tạo cái dip trên nè. Đấy, cô để là top head, đúng không? Top. Cái này là, cái này cô để là cái top. Top head, cái là top menu. Ok, cái này là để menu nè. Được chưa? Cô tạo là một cái div là ID. Các bạn nhớ nha, bố cục thì nên để là ID, không nên để class ha. Tại vì bố cục này nó duy nhất mà. Cái này cô để là top head nè. Cái top head này nè, các bạn cũng để thăng nè, ID nè. Để width hay, width là hay, các bạn để khoảng 50 pixel. Cô coi lại nha, 50 pixel. Ok, còn cái này background các bạn để là, các bạn muốn lấy cái màu này nó cũng dễ lắm. Cái này màu thuần thôi, các bạn để F12 nè. Cách lấy màu nhá. Mã màu là F12 nè. Các bạn chọn cái element nào đó có cái background á, color nè, các bạn click vào cái này nè. Đó, các bạn lấy cái bút này nè. Các bạn chấm vào đây nè.
Đâu rồi cái bút của tôi đâu rồi? Đấy, cái color đâu rồi? Đấy nha. Chạy gì lung tung dữ vậy trời. Cái color nè, bấm cái này nè. Chọn cái màu nè. Đấy, chọn điểm màu nha. Đó, cái mã màu nè. Ctrl C nè. Lấy mã màu chưa? Đó, mình cách lấy mã màu nhanh gọn thôi. Được màu đỏ. Được chưa? Rồi. À, cái này để 50 pixel rồi ta chạy nhá. À, đâu rồi? Hay. Ủa. Chưa lưu hả? À? Lưu nè. Ra chưa? Đấy. Rồi cái ông này nè. Cái ông ở dưới á, cái ông ở dưới này nè. Sao nó thu o? Ô cái thằng này có responsive nha. À, thằng này nó có responsive nè các bạn, thấy không? Không, cũng không responsive gì đâu. Thấy cuồn vẫn mất dữ liệu như thường. Nó mất dữ liệu như thường. Đấy. Ok. Rồi cái màu đen. Đấy, nói màu đen. Black. Ồ, màu này cũng không hẳn là đen. Màu này màu gì á? Thấy không? Đâu phải màu đen đâu. Rồi, cái thứ hai nữa là top menu nha. Deep nè. Top menu. Ok. Đấy, các bạn để cái top menu. Top menu. Đấy, cũng để là gì ạ? Width cũng hơi C. Thay cái mã màu này bằng cái màu đỏ. Ok. Giữ miếng. Được chưa? Cái này các bạn để khoảng 30 pixel thôi. Ok. Được chưa? Đấy. Chưa lưu à? Toàn quên lưu. Đấy, cái này để khoảng 30 pixel thôi. À, các bạn để color. Đấy, cái màu của nó là các bạn để màu trắng hết, đúng không? Color. Color màu trắng hết nè. Được chưa? Đấy. Các bạn thêm cho cô cái color nè. Là màu nè. Là white. Đấy, copy anh này đưa vào đây thôi. Chưa? Ok. Rồi, bây giờ từ từ đã nha. Bây giờ nha, từ từ đã nè. Bây giờ tôi sẽ thêm một cái dip nè. Cái dip con này cô chưa thêm nha. Cái dip con của nó cô chưa thêm. Cô thêm cái dip này nè. Cái dip này đã nè. Ok chưa? Cái dip này cô đặt là dip main. Đúng không ạ? Dip main. Đấy. Dip ID là main. Ok. Các bạn cũng copy ông main này qua đây. Thằng main. Ok. Rồi, cái main á thì các bạn đặt cho nó là background là cô đặt là màu trắng đi ha, white. Background color width nè. Width nè. Đấy. Cái này là background color là màu trắng đi. White. Đó. Khoan, cái này mới quan trọng nè. Cái kích thước của nó là tôi tính toán nè, calculate nè. Tính toán lấy 100 pixel tôi trừ cho hai bên. Tôi trừ cho hai bên là tôi để khoảng hai bên tôi để khoảng 20 pixel đi là 40 pixel. Đúng không? Đấy. Đâu? Thu nhỏ không? Ủa? Hay quên. Cái hay. À không được hả? Hay cái này tôi để là 300 pixel. Ủa nhưng mà sao cái quýt lại calculate không chạy hả ta? Bữa demo lại chạy, bữa chạy bữa không. À thằng này. À bữa demo calculate này lại chạy. À bữa nay lại không chạy. Tào lao thiệt chạy. Đây nè. Tức là cái chỗ này là nó tính toán nè. Cái độ rộng nè, cái width nè. Là tính toán nè. Tôi có để cái mắc width đi. Tính toán nó chạy nè. À mà nó ở đây nó không chạy. Đây nó phải chạy. Lên 100% trừ 40 pixel được. Phải tính toán được cái này. Nếu demo. Hả? Sao rồi? Lưu rồi, bữa không chạy ta. Bực nha. Đây. Nó có cái CSS3 là nó có cái này. CSS3 nó có cái này.
đây nè, new tôi cần đây, new Windows này, tôi bữa tôi demo cái này nó chạy mà, Pentium 5 Z 3 nó chạy, còn open folder nè, cài Pentium 5 nè, ở đây, bữa demo ông này chạy mà rõ ràng là chạy, đây nha, tôi lấy là Conculus nè, trừ 300 pixel nè. Đấy, chạy đàng hoàng. À, cái ông này nó chạy. Đấy, nó trừ nè. Tôi lấy trừ 300 là bên này ông chạy nè. Đấy, cái quýt tôi trừ là nó chạy. À, từ, khoan. À, rồi, tôi coi lại xíu nha. Cái này tôi thử để cái flop lab coi. Lót lép lép lót lép nó lại đẩy ngược lên không có nội dung. Ủa lót lép nó chạy đâu mất tiêu rồi. Main with concu. Thằng này mà sao kỳ ta. Đây lót lép nó đẩy lên trên, nó thả nổi. À sao không chạy nhỉ, kỳ cục ta. Rồi cái này tôi coi lại sau nào. Đấy, chạy lúc không, cái này tôi chạy bình thường. Cái này tôi trừ 300 pixel, cái tên 300, cái giữa tôi trừ 300 pixel nó chạy bình thường. Thì các bạn dùng cách khác thôi. À, tôi định muốn để các bạn thu nhỏ. Cái này các bạn để cái mắc quýt. Để cái quýt các bạn để khoảng là nó hơi bị ngược một tí, để 90% thì nó hơi kỳ, thu nhỏ lại nó nhỏ xíu à. Đấy, nó 90% đây, thấy không? Đấy, kiểu như vậy. Thì đáng lẽ là 100% trừ bao nhiêu pixel hai bên thì tôi sẽ ok được ha. Rồi, để 900 pixel khi các bạn thu nhỏ lại á, thì ông này ông fix lại. À, 90% thì được, còn để pixel là nó thu nhỏ là nó vẫn không có thu, mà nó sẽ bị cứng lại, đúng không? Nó bị fix lại. Rồi bây giờ nha, chỗ này các bạn nhìn nè, cái này quan trọng hơn nè. Đây, cái này thì không quan trọng, cái này tắt nó đi ha, tôi để mỗi các bạn coi thôi. Đấy, cái này tôi để khoảng 95 pixel gì đó để cho nó giãn này. Rồi, cái này mới quan trọng nè, cái khúc dưới này các bạn nè. Khúc dưới này thì các bạn thấy nó sẽ có hai cái dip. Đây, thu nhỏ anh này lại nha, tắt lại nè. Ý, nó chưa xa hả? Chạy lại. Đây, ở đây nó sẽ có dip trái và dip phải. Bên này khoảng chiếm khoảng 300 pixel. Đấy, và bên này chiếm phần còn lại, kiểu như vậy. À, thì các bạn nhìn nha. À, tôi sẽ tạo, trong cái này tôi sẽ tạo một cái dip. Một cái dip này. Đây, trong cái dip main này tôi sẽ tạo một cái dip ngang. Dip này tôi chứa nói là nó là cái slideshow. Đó, cái slideshow. Đúng không ạ? Thì cô sẽ để một cái dip ngang và cái này tôi để là slideshow. Show. Đúng không? Đấy. Thì trong cái slideshow này á thì tôi lại giống cái main thôi. Giống cái main các bạn nhé. À, cũng width 95 phần, width là 100% chứ. Hay khác cái hay thôi. Width cái này thì nó chỉ 100%. Các bạn để 100% thì thu nhỏ phòng to nó không có bị méo bị lệch ha. Hay này cô để khoảng 200 pixel. Background cô để cái green. Đấy, ở đây các bạn chạy ra anh này đây. Là anh này. Bây giờ tôi sẽ chia đôi anh này ra. Anh này bên phải chiếm 300, còn anh bên trái sẽ chiếm là phần còn lại. Đúng không? Đây, anh này bên phải nè. Đấy, tôi sẽ để là div. Cái này div ID là right. Slide right. Ok. Đấy, ông này nó sẽ là chiếm khoảng 300 pixel.
Ông này cô cho chiếm bên phải là 300 pixel. Hay là 100%. Background là green. Yellow. Đúng là đủ màu sắc luôn. Float dry. Rồi. Ok. Thấy chưa? Float dry. 300 pixel, 400, 300, 400 pixel. Được chưa? Là cái đấy, đúng không? Rồi bây giờ cái còn lại nhá. Cái còn lại nè. Cái led nè. Deep ID slide led nè. Đấy. Tôi copy anh này nè, các bạn nhìn nha. Cô để cái này led nè. Các bạn phải bố cục, đừng có làm nội dung, cứ bố cục trước cho cô. Bố cục chuẩn thì các bạn sẽ làm nội dung. Cái này cô sẽ lấy là tính toán nè, calculate nè. Lấy 100% nè. Trừ cho 400 nè. Ok. Hay 100% nè, background là blue nè. Float left nè. Blue đâu? Chưa lưu bên này, quên. Đúng chưa? Thấy tôi trừ chưa? Trừ nó ra. Mà bên khi nãy trừ cái kia nó không chịu, thấy không? Trừ cái này vô tư. Nó là còn lại. Tại vì nếu các bạn không có trừ như vậy á, mà chỉ cần nó nhích đi một xíu thôi là nó sẽ bị đẩy xuống nha. Bây giờ nè, tôi sẽ nhích một xíu nha. Cái này là trừ 300 thôi, các bạn nhìn nè. Ông Zalo này ông đổi xuống ngay, đẩy xuống ngay. Hiểu không? Tức là tôi thu nhỏ phóng to để làm gì? Để cô sẽ giải thích tại sao tôi lại trừ. Bởi vì như này nha, khi tôi thu nhỏ lại thì ông 400 này giữ nguyên, nhưng ông blue ông sẽ bị thu theo, hiểu không? Đấy, thì ông này ông giữ nguyên. Đấy. Tôi sẽ không để là bao nhiêu phần trăm, mà tôi sẽ để cái này cố định là bao nhiêu, để bên này tôi chỉ trừ phần còn lại. Hiểu không ạ? Có ông này cho ông này không có. Hiểu không? Ông này tôi không có cho co, ví dụ như vậy. Giống cái menu á, các bạn không cho nó co, thì các bạn để cố định. Thì phần còn lại sẽ là tôi lấy 100% tôi trừ lại. Để cái này nó chạy, mà cái thằng kia không chạy. À. Ok. Rồi, xong cái bố cục cái này, đến cái bố cục này các bạn nè. Đây, đến bố cục cái anh này. Cái anh dưới này nó chia đều hai bên, thấy không? Ok chưa? Cái này thì các bạn không cần, các bạn chỉ cần làm một cái dip thôi. Các bạn không cần làm hai cái dip nhỏ. Bởi vì như này nè, các bạn chỉ cần hai làm hai cái box bằng nhau là xong. Hiểu không? Cái này nè, làm hai cái box bằng nhau là xong. Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, các bạn thêm cho cô cái dip nữa. Cái dip dưới dip này nè. Dip này là làm cái gì ạ? Quảng cáo à? Dip ID nè. Ad nè. Quảng cáo nè. Rồi, tôi copy thôi. Đây, lấy cái ADS vào. Ok. Rồi, width nè. Là 100% nè. Hơi cái này các bạn để nó khoảng... cái này là khoảng 80 pixel. Đó, background color để green, yellow, black, white gì đó, white, yellow, green. Khỏi float, cái này không float nha. Rồi, lưu. Anh này ra chưa? Vừa quá. 70 pixel thôi. Đó. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn để ý nha. Các bạn thấy là khoảng cách giữa ông này nè, nhìn nha. Nó sẽ có một khoảng đệm đây đúng không? Thấy chưa? Có cái khoảng đây đúng không? Các bạn chỉ cần để cái marine top cho cô thôi. Để khoảng 15 pixel. 15 có bự quá không? Đó, thấy có khoảng đệm chưa? Có chưa? Nó có khoảng đệm đấy. Đấy khoảng cách đó. Đó, vậy thôi. Các bạn không đừng có làm border. Các bạn làm border á thì nó xấu lắm. Các bạn cho nội dung vào, các bạn để khoảng đệm, các bạn để các thứ là nó rất là, nó nhìn nó mềm. Cái web các bạn nhìn nó mềm, nó mượt. Các bạn để cái border á, cái web các bạn nhìn nó cứng nhắc lắm. Hiểu không?
Các bạn cứ viền 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 border nhìn rất là cứng, không viền nha, không viền, dùng background thôi. Dùng background. Các bạn nhìn thấy nè, cái ngoài này có phải là cái background không? Cái này có phải là cái background xám không? Đấy nha, tôi chỉ cần để cái background này là các bạn nhìn ra là ngay nhá. F12. Để lấy màu, không có gì hết, lấy màu. Lấy cái màu nền. Đây cô lấy cái màu nền này nè. Thấy không? Lấy cái màu nền thôi đây. Ok, lấy cái màu nền này thôi. Đây. Cô để cái background này thôi nha. Cái main của cô đâu nhỉ? Cái main đây. Background thay vì white cô để bằng cái này. Ok. Thấy không? Nó có ngay là cái màu nó giống như màu trắng nhưng mà nó có cái màu, xong này các bạn để cái nền màu trắng là nó vẫn nổi, hiểu không ạ? Nó vẫn nổi lên, hiểu ý không? Nó để background ngoài thôi. Bây giờ ông aqua này nè, aqua này đúng không, cô sẽ không để aqua mà cô sẽ để cái nền màu này, background này, main này, cô để đúng cái nền màu này luôn. Ok, bỏ bối ngoài ông ra trời C. Đây, wrapper này tôi sẽ không để aqua, tôi để ông này. Các bạn thấy nó cái nền xám xám thấy không? Thấy chưa? Và nền ngoài nó tiệp với cái nền trong thấy không? Thì nó cảm giác như là cái web thấy không? Thấy chưa? Nó khác liền đúng không? Đấy, vậy thôi. Rồi, và bây giờ tiếp nào. Tiếp nha. Cái này các bạn chỉ cần cho hai ông bằng nhau, cái bốc bằng nhau là được. Thì nó tôi sẽ làm nội dung cái này cho các bạn. Đến cái phần này. À, đây đến cái phần này. Cái phần này, ông này. Được chưa? Đấy, ông này thì làm cái deep ở đây. Đấy, ông này làm cái deep ở đây. Ok chưa? Ông này là slideshow. Đấy, ông này là cái deep slideshow. Thì để cái deep thôi. Không làm nữa nhá. Không làm cái này nữa. Ok. Rồi, thêm cái deep nữa là cái deep nội dung. Cái deep nội dung ở đây content. Thì các bạn làm cho nó cái deep ở đây thôi, để cái content ở đây thôi. Đây, cái deep content đây. Được chưa? Đấy. Các bạn để cái content vào đấy, cũng cái này thôi các bạn, bố cục thì nó có mấy cái này à. Khi nào xa nội dung nó mới có vấn đề ở đây. Đây cái content cũng marine top từng này. Đấy, width là 100% hay là ví dụ như là 400 pixel. Màu ta để là màu blue luôn đi. Đó. Ok, cái này tôi thay bằng cái content. Đây. Được chưa? Nó đẩy xuống nhưng mà các bạn nhìn thấy nè. Cái màu ở dưới á, cái màu nền ở dưới nó sẽ bị ngắt ở đây đúng không? Thấy không? Nó bị ngắt ở đây này. Đúng không? Thôi từ từ đã, thì tôi nói tiếp. Rồi. Tiếp nào. Đến cái phần nữa. Đây float left, float right rồi. Đến cái phần nữa là phần footer. Đây cái footer nha. Cái footer này các bạn nè, footer này cũng để 100% nè. Đây cái này có thể để khoảng 200 pixel. Footer. Đấy, cái này tôi để nữa là cái footer nè. À khoan, footer phải đặt ngoài nha. Đây, cái main của tôi là cái này đúng không? Đó, đây là kết thúc của main. Bây giờ đến footer nó ngang hàng với cái main. Đây là cái div, là cái này tôi để là cái footer. Đó. Các bạn để cái footer cho cô. Đây, nó giống nhau các bạn ạ, không có gì khác hết trơn. Ctrl C. Ctrl V thay anh này bằng anh footer. Đó, anh này là width 100% luôn. Hay tôi để khoảng 200 pixel. Màu tôi để cái yellow. Đấy. Đó. Nó đẩy xuống nè. Thấy chưa? À, nhưng mà các bạn thấy là bây giờ cái này nó bị đẩy lên nè. Cái footer nó đẩy lên nè. Nó bởi vì sao các bạn biết không? Nghe nói nghe nè. Tại vì cái width ở ngoài á, cái width ở của wrapper tôi fix các bạn có 500 pixel thôi. Cho nên là cái main này nó bị dư. Cái main này bị dư thì nó sẽ tràn cái main xuống. Hiểu không? Bây giờ muốn muốn mà fix cái lỗi này á thì các bạn để cái hay là auto. Cái hay của cái wrapper ngoài cùng á các bạn không để 500 nữa. Tại vì tôi đang fix 500 mà, tôi để cái auto cái. À thì các bạn thấy nó sẽ khác ngay. Nó đẩy xuống. Ủa. Chưa lưu lưu rồi mà.
Ấy khoan. Ủa hãy grabber, khoan khoan khoan. Top 50 rồi cái main. Khoan. Cái main à. Cái main này hay cũng là để auto luôn cho cô nha. À cái main này cũng vậy, để hay auto cho cô. Đẩy xuống chưa? Đẩy rồi đúng không? Ok. Tức là cái kích thước của nó các bạn không có, chiều cao các bạn không fix, tức là nó sẽ tràn theo cái nội dung. Nếu các bạn fix thì là nội dung nó giữ, nó sẽ bị đẩy ra ngoài. Nó bị đẩy ra ngoài thì nó bị đè cái đít khác. Hiểu không ạ? Cho nên muốn cái đít mà không có bị đẩy thì các bạn để cái hay á, để auto. Đấy, cái nội dung thay đổi nè. Cái main này là nội dung nó sẽ bị thay đổi. Cho nên các bạn để auto. Crop ở ngoài cũng để auto. Riêng những cái fix, một vài cái fix nha. Cái này fix, cái này fix, cái này fix. Một số cái fix chiều cao thôi. Cái này cố định chiều cao thì các bạn fix lại. Còn mà cái bao ngoài á thì các bạn để auto cho cô. Hiểu không ạ? Xong chưa? Rồi bây giờ nè, đến một cái nữa này, chưa xong. Còn một cái nữa là các bạn cho cái nội dung ở trong bằng kích thước cái ở ngoài này. Ở trong này tôi phải tạo một cái dip nữa. Hiểu không ạ? Bây giờ tôi lấy ví dụ các bạn coi nhá. Bây giờ giả sử như bây giờ cái này tôi để cái chữ này các bạn nhìn nhá. Cái top hat nha, tôi để cái chữ nè. Là tôi để cái thẻ P nè. Hello world. Thấy hello world nó nằm tít ở đây đúng không? Không được. Tôi phải cái hello world nó sát bên này nè. Thì tôi sẽ làm như sau, trong này cô sẽ để một cái dip. Cái ID của nó là inner top hat. Đó là trong của top hat. Xong đấy tôi để cái anh này. Tại sao tôi để deep? Bởi vì trong này nó nhiều thứ lắm, chứ không phải là một thứ. Cho nên tôi sẽ phải để deep để tôi chứa nhiều thứ. Trong này các bạn nhìn thấy nè, nó sẽ có nè, cái logo nè, cái shirt nè, rất là nhiều thứ. Cho nên tôi phải bao cái deep lại. Hiểu không ạ? Gói gọn nó lại. Rồi các bạn nhìn nha, tôi sẽ để cái copy đi. Rồi chưa. Ủa cái hình này là hình gì ta? Hình này hình như không phải hình hình này không phải ấy rồi, hình này không phải là ấy rồi. Hình này hình dạng hình nó một là nó để background á. Không được, thôi sợ sao kệ nó đi. Rồi, định lấy cái hình như các bạn luôn. Đấy, cái này các bạn giả sử để cái H1 đi. Đấy. Hello world. Đấy. Rồi, bây giờ nè, cái top hat này nè. Đâu, top hat đây đúng không? Cô để cái inner top hat. Tôi để width bằng cái anh dưới này. Hay là để 100%. Hay là để 100%. Rồi các bạn nhìn nha. Nó khác ạ. Chữ hello đã sát chưa? Nó đẩy vô chưa? Đẩy vô đây này. Tức là trong nội dung ở trong đó, nó sẽ khi các bạn thu nhỏ anh này lại nè. Cái hello world nó cũng thu, nó vẫn tức là nó chiếm 95%, nó vẫn này nó không bị nhảy. Hiểu không? Đấy, nó bằng cái dưới luôn nè các bạn. Kệ chưa? Bằng kích thước cái dưới luôn. Sau này các bạn đặt kích thước ở dưới 2000 hoặc là 1200 thì cái đấy cái trên các bạn cũng đặt 1200. Tức là các bạn đặt bằng nhau hết. Đó, thì anh nào cũng có một cái inner như vậy hết. Đây thu nhỏ lại nè. Đấy phóng to nè. Đấy nó đều thẳng hàng hết. Đúng không? Thu nhỏ hay phóng to nó đều thẳng hàng hết. Rồi trước rồi xong cái top hat thì đến cái phần này cũng phải có inner. Mỗi anh này đều có một cái inner. Top menu cũng có một inner. Đây. Đây. Inner top menu. Ok. Để thẻ P. Được chưa? Đó. Rồi anh này để kích thước top hat. Inner top menu phải cái nó này nhá. Đấy, phải chỗ này nè, nó giống nhau mà. Tôi để chung.
Đấy, thấy nó thẳng hàng chưa? Ok chưa? Rồi, dưới này cũng có ông này phải footer cũng phải inner nữa. Các bạn để ý cái footer nó cũng vậy, nó cũng phải inner nữa. Thấy không? Được chưa? Lại phải có một cái phía trong rồi nữa. Đây, cái footer cũng vậy. Copy thôi, không có gì hết các bạn. Đây, inner của footer. Ok. Đấy, cái này các bạn cho vào đây, phải dấu thăng. Đấy. Đấy, chữ Hello World nó lại nằm thẳng hàng. Thấy chưa? Đấy, bên này cũng thẳng luôn, bên này căn thôi. Ok chưa? Thì cái này được gọi là bố cục nha các bạn. Các bạn phải xây được bố cục trước, nó không bị nhảy, nó không bị số lệch. Nếu các bạn không xây bố cục này á, mà các bạn xây từ từ á, các bạn sửa rất là cực luôn các bạn nhá. Sửa code cực kỳ cực luôn. Bây giờ tôi làm thử các bạn coi cái nội dung nhá. Cái nội dung nè, bây giờ tôi để ở đâu nó nằm yên ở đấy. Các bạn yên tâm, nó không, nó tràn ra thì nó là mất nội dung thôi, chứ nó không bị nhảy bố cục. Giờ tôi lấy cái làm cái bố cục này đi. Tôi làm hai cái anh này. Đây. Đấy, hai anh này. Bây giờ tôi không có làm, tôi chụp hai cái hình. Được không ạ? Tôi làm hình thôi cho nó nhanh này. Không mất thời gian ha. Đấy, bây giờ để làm cái này các bạn làm một cái box. Đấy, thay đổi cái background thôi. Cái này nó chiếm 50%, cái này chiếm 50%. Đúng không ạ? Đấy, không các bạn làm hai cái div cũng được. Đấy. Làm hai cái div, hai cái box này các bạn. Đấy. Tôi sẽ làm hai cái div nha, có những cái box nha. Tôi định chụp hình cái này lại cho nó dễ. Nhưng mà thôi, tôi sẽ làm cho các bạn có cái nội dung cái này nhá. Đây. Bây giờ ta sang phần nội dung nè. Đây, quảng cáo nhá. Cái div nè. Cái này các bạn để class thôi ha. Class là box box ad. Đó. Để class. Ở đây các bạn để cái chữ là iPhone 11 series. Đây. Nó giống cái này có phải cái hình không ta? Hình các bạn ạ, hình hết các bạn ơi. Trời ơi, tôi lấy hình cho nó nhanh. Ad 1. Tôi lưu vào đây. JPG ha. Demo on lớp mình đây. Đây, cái IMG. Ủa? À đấy, không phải, nhầm. Lớp mình đây. IMG image ad 1. Ok. Cái này tôi copy nha, cái này hai cái hình á, nó đều, nó đâu có làm chữ đâu. Rồi, ad 2. Thấy không? Ok, trời. Ố, có một cái hình. Trời ơi, mệt, mất công. Nó có một cái hình à. Lại khỏi bóc ad. Trời ơi, nó để có một cái hình mấy đứa ơi. IMG. SRG. Đấy, chấm chấm xem. Image ad 1. Có một ad à. Rồi, chạy vô. Đấy. Các bạn thấy á, tôi không biết nhưng mà nó vừa khớp luôn các bạn à. Dã man không? Nhưng mà không phải. Nó bị tràn ra ngoài đấy. Nó thấy không? Các bạn để thấy nó tràn không? Bây giờ các bạn muốn nó không tràn thì các bạn coi được kích thước bao nhiêu, đặt nó đúng kích thước cái đấy. Nhìn nhá. Đó là cách các bạn thiết kế xong các bạn làm giống thiết kế nha. Các bạn làm phải giống thiết kế. Các bạn phải coi kích thước nó là bao nhiêu. À phải, bắt buộc phải coi các bạn. Đó là nguyên tắc của lập trình web á. Chứ không phải là nói ô cô ơi sao phải coi bên kia đâu. Tôi em muốn thiết kế sao thiết kế không được nha. Đây, cái giả sử cái ad đây nè. Thì các bạn coi nó nè. Kích thước bao nhiêu, click chuột phải nè. Property nè. Của nó là detail nè. Dimension là 1200 pixel với là hay là 80 pixel. Khi nãy tôi đặt 80 là đúng không? Khi nãy là tôi đặt 80 xong tôi thấy bừ quá, tôi để xuống 70 rồi nhớ không? Đấy, là 1200 pixel. Nó đặt fix luôn đó các bạn nha. Cái ad của tôi đâu? Đây,
Cái này là 80 pixel nè. Các bạn để ý, các bạn sẽ thấy là nó vừa khớp luôn. Thấy không? Cái này đẩy ra 15 pixel đều chưa? Thấy chưa? Rồi, cái chiều ngang này nè, các bạn đặt cho cô 1200 pixel luôn. Bây giờ mình đổi lại coi nha. Đây. Chiều ngang, cái này tôi không để 95% nữa mà tôi sẽ để 1200 pixel. Đấy, ông này tôi cũng để là 1200 pixel. Rồi các bạn nhìn nha. Đấy chưa, nó vừa rin luôn, vừa khớp luôn, 1200 pixel luôn. Đấy. Thu nhỏ lại nó giữ nguyên luôn các bạn. Nhưng mà nó nhược điểm nó có thanh cuộn nè. Đó. Thấy chưa? Thu nhỏ lại nó fix nè, nó fix chiều rồng nè, nó có thanh cuộn nè, thấy ghê không? Ủa sao cái này tôi để 100% mà. Đấy. Nó 100% nó bị nhược điểm đấy không? Thấy chưa? Đấy, cho nên cái kia các bạn vẫn phải để là 95%. Nó phải thu nhỏ. Zoom thì không sao, mà thu nhỏ là bị. Đây, zoom thì ok, mà thu nhỏ là bị nha. Zoom thì không nhảy nha, nhưng thu nhỏ phóng to là bị. Ông này là ông cũng bị luôn. Thu nhỏ phóng to là nó cũng bị lỗi á. Cuồn nữa thấy không? Bị cuồn à? Vì cuồn này là không nên, thấy không? Nó bị thụt thấy không? Thấy thằng thế giới đi đâu nó bị lỗi chưa? Thấy chưa? Test là biết liền. Nó bị mất dữ liệu này. Nó bị mất nè. Cái web này đâu có chuẩn đâu. Web này chính là đâu có chuẩn đâu. Thấy không? Đấy, cô chỉ cần gom lại cái là nó mất nè. Như các bạn nhìn nè. Cái chỗ này là một, nó để 100% nè. Xong rồi nó mất dữ liệu nè. Thấy chưa? Nó mất dữ liệu nè. Cái cục này mất nè. Không? Đấy, cho nên các bạn phải để ý chỗ này. Phải có cách đấy. Dùng responsive. Các bạn muốn làm cái web đấy phải dùng responsive. Được chưa? Dùng thì không sao nha. Mà phóng to thu nhỏ. Thu nhỏ cái này là nó có vấn đề. Được chưa? Ok chưa? Thế chưa? Rồi. Ông kia ông ngủ mất tiêu rồi. Thương. Thấy thương luôn á. Qua thức mấy giờ. Ok chưa? Hiểu hiểu cách làm bộ cục chưa? Đấy. Tức là cô đề mua cái bộ cục cho các bạn. Còn các bạn mà làm một bộ cục chuyên nghiệp nữa là các bạn phải responsive. Nghĩa là khi nó thu nhỏ thì các bạn phải đổi lại cái layout. Để layout này không được. Để layout này lo lỗi. Và các bạn phải để max width và min width. Max width tối đa bao nhiêu và min width đến bao nhiêu. Nó cho thu nhỏ lại, hiểu không? Bây giờ là tôi cho thu nhỏ nha. Các bạn nhìn này hay lắm. Đây. Các bạn thấy là khi tôi thu nhỏ này có phải cái khúc này nó bị dư ra không? Đúng chưa? Rồi nhìn cô để nè. Cô để chỉ cần đổi một chút xíu thôi. Cô để cái main là max width. Max width là 1200. Nhưng tôi để thêm cái min width nữa. Min width tức là nó sẽ thu nhỏ đến đấy nó dừng. Là ví dụ 900 pixel các bạn nhìn nha. Đây. Nó hay lắm. Đây. Nó thu nhỏ đến 900 pixel nè. Nó vẫn thu đúng bằng ra cái này nè. Ok. Đây. Cái này là 1200 đúng không? Cái bề ngang này nè là 1200. Nó thu như thu nhỏ nha. Nó sẽ thu nhỏ nè. Nó thu nhỏ cho đến 1200. 900. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Cái này mắc quýt nha. Ủa min quýt đâu rồi? 900 chưa? F12 coi. Nhìn đo rồi là biết liền. Cái này là nhiều. Có kích thước của nó đâu rồi đây 950 nè thu đây nè nhìn nha. Đầu tiên là tôi để 1200 là nó vẫn đang còn nó cho phép là đến 963 nè, 941 nè, 925 nè, đến 900 bắt đầu nó cuồn nè. Đây không có thanh cuồn nha,
đến 900 là nó sẽ cuộn lại, nó mất rồi. Cái này khó nhìn quá, cái kia nó mới nhìn được mà nó, tôi không biết kích thước bao nhiêu. Đáng lẽ chỗ này, khoan, chỗ này phải không cuộn chứ nhỉ. 500 pixel đi. Ủa, vậy là nó bị dính cái gì? Bị dính cái hình rồi. Bị dính cái hình rồi. Khoan, cái hình này là tôi để 100% từ từ nha. ABS nè, viết 100% rồi ta. Viết 100% rồi ta. Cái hình này nó phải thu nhỏ lại. Rồi khoan từ từ nha. Tôi thêm một cái nữa nè, là overflow hidden. Rồi, thấy chưa? Rồi lại nhìn nào. Thu nhỏ nè, tôi thu nhỏ, nó thu nhỏ theo nè. Ủa? Ủa sao không được ta? Nó bị dính cái gì ta? Nó dính cái gì á? Nó bị dính cái gì? 100% content left, 100% sai, 100%. Ủa nó dính cái gì ta? Main max width là 1200, min width là 500. Ủa nó phải chạy đến min max width, min width cho ta. Nó bị cái gì ta? Đấy, tức là tóm lại là các bạn phải dùng một số kỹ thuật để các bạn mới thiết kế web, để cái web của bạn nó đáp ứng được yêu cầu. Còn mình ấy thì mình không chuyên web cho nên cô sẽ không hướng dẫn sâu về cái phần mà responsive, nhưng học đến môn mà HTML5 ấy là các bạn phải học cái responsive. Giống như cô demo cho lớp khi nãy á, là cô phải demo responsive ha. Là tức là như thế này, các bạn thu nhỏ lại, tức là nó phải đổi cái kích thước để cho nó phù hợp. Hiểu không? Đổi kích thước cho nó phù hợp, còn để kích thước này là không có được. Ok chưa? Rồi. Đó là sơ một chút về cái bố cục ha, các bạn về rồi tắt nào.